Hôm nay là thầy có
3 giờ thầy gặp với đạo tràng Phật tử và cái nhân duyên của thầy đang chuyển hoàng pháp từ Việt Nam qua đây và còn vòn vẹn một ngày nữa là thầy sẽ về Việt Nam, cho nên nhân duyên gặp được quý vị đây là rất là hạnh phúc. Thành ra là về khóa tu và cái lễ mà của thầy Nguyễn Thiện tổ chức hôm nay là thầy từ ngày hôm qua thầy được hạnh phúc là được thầy Nguyễn Thiện mời để tham dự khóa tu cũng như Phật tử tu học, đồng thời chia sẻ Phật thoại đến tất cả quý vị. Thì như chúng ta đã biết, quý vị đọc cái tựa đề ở trên cái phong lễ là cái gì? Tựa đề có tu ngày hôm nay là gì? Nương tựa chánh chánh pháp. Nếu tựa chánh pháp là nương tựa tà pháp. Chánh pháp đúng không? Chánh pháp có nghĩa là gì? Là giáo pháp chân chân chánh, tu học chân chánh để đưa con người chúng ta trở về với chân thiện và gì mì, đúng không, để đưa chúng ta trở về với chân thiện mì. Thì sống cái cuộc đời này ai cũng cần phải nương tựa, đúng không? Khi mình còn ở đời tuổi nhỏ thì mình nương tựa ai? Nương tựa cha mẹ, đúng không? Không có cha có mẹ mình có sống, mình có trưởng thành không? Không. Nương tựa cha, nương tựa mẹ, nương tựa ông, nương tựa bà, nương tựa anh, nương tựa em, nương tựa xã hội, đúng không? Nương tựa quốc gia, nương tựa bạn bè, rất là nhiều cái để mình phải nương tựa. Nhưng mình nương tựa ở thế gian thì mình có trả không? Mình có mắc nợ không? Thế nói như vậy quý vị là sao nghe rõ không? Rõ không? Cảm ơn quý vị. Vì giọng nói của thầy là giọng nói miền Trung, kính thưa tiếng Huế, cho nên nghe hơi tỏ đại một xíu. Như vậy thì quý vị khi nương tựa ở trên thế gian này, ngoài nương tựa ông, nương tựa bà, nương tựa cha, nương tựa mẹ, nương tựa xã hội, nương tựa quốc gia, thì bây giờ mình còn thêm nương tựa cái gì quý vị biết không? Đất, nước, gió, phải không? Bốn yếu tố đó rất quan trọng. Khi mình hít thở mà không có không khí làm sao mình hít, đúng không? Mấy khi mình đi mà không có đất làm sao mình đi? Khi thời tiết lạnh quá mà không có nắng lên làm sao mình nóng mình sống được? Mà khi nóng quá không có thời tiết gió mát làm sao mình yên ổn được? Cho nên cần phải nước tựa đất, nước, gió và lửa. Như vậy sống đến cuộc đời này mình đã làm được sanh ra làm thân người, sống trên xã hội này, trên bản tá bà này là đã vay mượn, đúng không? Nhưng khi mình vay mượn ở thế gian, mình vay mượn cái bản tá bà này, những thứ vật chất, những thứ ân tình thì đều phải trả, đúng không? Mình vay mượn cha nuôi con, nuôi mình khôn lớn thì mình phải trả cái tình cha, công ơn giáo dưỡng của cha. Mình vay mượn mẹ thì mình phải tình thảm cứu mang qua năm mà phải trả đến cái ân tình cha mẹ. Đó là mới chữ tình, còn chữ tiền nữa thì sao? Có vay mượn tiền không? Có vay không? Có, đúng không? Bên này ai cũng có vay, cũng vay nhà nước sao mà về mua nhà, đúng không?
Như vậy thì mình gọi vay là phải có trả. Cho nên cái nhân được của mình trên thế gian nó tất cả mọi thứ, nhưng mà tất cả thì nó đều gì? Nó không tồn tại vĩnh cửu bên trên thế gian này, mà nó chỉ là phương tiện tạm bờ để mình sống và sinh hoạt, đúng không quý vị? Nhưng thứ đó chết mình không bao giờ đem theo mình. Nếu vay mượn tiền thì chết mang theo cái nợ nợ tiền, phải không? Nếu bác hiểu với cha mẹ ông bà tổ tiên thì chết mang theo cái nợ bất hiểu, không lo cho cha, không lo cho mẹ, không lo cho ông, không lo cho bà. Nếu tình cảm bạn bè thì mất nợ bạn bè. Cho nên mình nương tựa đó chỉ để sống qua ngày trong xã hội này. Và ý thức rằng tất cả chúng ta học Phật, chúng ta phải ý thức một điều, nhưng thử vay mượn cái thế gian này chỉ là tạm bợ, thì đừng đắm đuối vào, đừng vướng mắc vào, đừng dính kẹt vào. Cho nên giáo lý của Đức Phật thấy cái cuốn trói buộc đó, khổ đau làm cho con người khổ đau, làm cho con người bình trình, làm cho con người vướng kẹt. Cho nên Đức Phật phải thị hiện cái cõi ta bà này để chỉ cho con người thấy được pháp của Phật mà thực hành nó tốt để giải thoát. Mà giáo pháp của Phật là chi? Là giáo lý của Đức Phật, là phương pháp tu tập để giải thoát giác ngộ, cắt bỏ tất cả những vướng mắc ở trên thế gian này, đúng không? Trong giáo pháp của Đức Phật có những cái gì? Thứ nhất mà tất cả quý vị cần phải lưu tâm, đó là ba ngôi tâm. Làm gì thì làm, khi đặt chân vào cửa Phật thì phải tín kính và hiểu ba ngôi tam bảo như thế nào, đúng không? Cho nên bây giờ bắt đầu này, hôm nay là mình nương tựa thời gian này, bắt đầu mình nương tựa vào xuất thời gian, tức là thoát ra khỏi vòng trói buộc của gia đình, xã hội, của cải vật chất, để nương tựa vào chánh pháp, đúng không? Như vậy nương tựa chánh pháp tức là nương tựa Phật, nương tựa pháp, nương tựa tăng. Nương tựa Phật là Phật nào? Là ai? Thế có Phật A Di Đà, có Phật Thích Ca, có Phật Dế Di Lặc, có Phật Dược Sư, có tám thể chứ chư Phật, đúng không? Có chư vị Bồ Tát, có chư hiện Phật Tăng, tức là những vị đó đã giải thoát giác ngộ. Và Đức Phật Bổn Sư là vị giáo chủ mà chúng ta đang nương tựa và học giáo pháp của Ngài, vì Ngài là một con người có lịch sử và có sự thật. Và hiện tại bây giờ tất cả các nhà khảo cổ học cũng đã nghiên cứu và có dứt lại được tất cả những cái thành trì của Đức Phật thời xưa tại xứ Ấn Độ, đúng không? Cho nên cả thế giới đều công nhận, chứ không phải riêng mình nói chuyện xuống, để mình thấy rằng Đức Phật chúng ta là có lịch sử và có sự thật, và Ngài cũng đã thoát ra được cái ràng buộc của xã hội, ràng buộc từ tiền tài của cải vật chất, tiền danh vọng. Ngài phải để ngọc để bỏ hết tất cả để Ngài tìm con đường tự giải thoát cho bản thân mình. Và khi Ngài đã giải thoát bản thân thì Ngài lại vật ra để làm kho tàng giáo pháp cho chúng sanh tu tập. Như vậy là Phật là mình đang nương tựa. Đó, cái thứ hai là nương tựa pháp.
thì những lời pháp của Đức Phật dạy từ xưa thì bây giờ mình đang thi tụng hàng ngày, mình học, mình tu, mình thực tập, thấy chưa? Và trong những ngày qua là quý vị cũng đã tụng kinh, cái kinh Tịnh Lặc Phật tụng để nhắc nhở hàng ngày, để học hàng ngày và nhập tâm vào công việc của tu tập. Thứ ba là gì? Nương tựa vào tăng. Tăng tức là những vị, những đoàn thể từ 40 trở lên xuất gia học hành Đức Phật, tu trì giáo pháp Đức Phật, giữ giới Đức Phật đã dạy và thay thế Đức Phật để truyền bá giữ gìn chánh pháp trong địa bàn. Và ngày hôm qua quý vị cũng đã được ghi hòa thượng tặng cho những món pháp vô giá từ trí tuệ của hòa thượng. Sự tu học, sự nghiên cứu và ngài đã viết ra những cuốn sách và những lời giáo pháp mà Đức Phật đã dạy mà mình chưa có cơ hội để nghiên cứu thì ngài đã soạn ra hết trong cuốn sách để cho chúng ta đọc và thực tập. Nương tựa Phật, nương tựa pháp và nương tựa tăng. Thì trong giáo pháp của Đức Phật nó còn gồm những cái gì? Cái điều đơn giản nhất mà chúng ta thường nghe đó là gì? Không ngoài bát chánh đạo và tự diệu đế, đúng không? Bát chánh đạo là gì? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Chánh định, đúng không? Chánh kiến tức là gì? Tức là cái thấy một cách chân chánh, chánh chánh kiến, chánh tư duy tức là suy nghĩ đúng đắn và chân chân chánh, chánh ngữ tức là lời nói ra một cách chân thật, chánh nghiệp tức là những hành động nghề nghiệp của mình làm một cách đúng chánh pháp, không có sai lầm, không làm điều bất, không làm điều bất thiện, và là chánh nghiệp. Chánh mạng là sống một cách chân chánh, chân thật. Và chánh định tức là suy nghĩ định tâm tinh lặng bằng sự chân chánh của tâm thức. Thì trong bát chánh đạo đó là những cái con đường căn bản và cũng là giáo pháp để đưa cho ta thực tập hàng ngày. Quý vị phải nên thuộc lòng bát chánh đạo và cái tư duy hàng ngày chánh kiến, mình phải thấy những cái gì cho chân chánh, thấy gì mà không phải chánh nên có thấy, đúng không? À, cái tư duy của mình, mình suy nghĩ những cái tư duy gì mà suy nghĩ cho nó thiện, cho nó lành, cho nó tốt, đừng suy nghĩ lung tung nó đem ra cái phiền não, đừng tham, đừng sân, đừng si, cái suy nghĩ đó. Thì trong cái chánh kiến, chánh tư duy, chánh người, chánh nghiệp, chánh định đấy cũng có cái gì khổ để tập, để diệt, để mà đạo được. Dạ. Kho tàng của giáo pháp Đức Phật hay lược sơ qua như vậy vì quý vị là những hành giả đã tu học và nghe pháp hoài rất nhiều. Thầy có thời gian ngắn ôn lại cho quý vị trong quả tu nương tựa chánh pháp. Rất là khổ để cái khổ đã trồng chất thêm cái khổ. Khổ này là không có sanh khổ, già khổ, bình khổ, chết khổ và khô khổ, hoài khổ, đúng không? Sanh khổ không? Được làm thân người mà sanh ra một cái khổ, đúng không? Già có khổ, tay chân tự nhiên đang khỏe mạnh thì những tay rung, lưng thì đau, khòm, mắt thì mờ. Như vậy cái câu đấy thì có những người đang khổ, khó, bình, khó,
bệnh mà đau mà không chữa cũng khổ lắm đó, và chết đi cũng khổ, có biết đâu được không? Biết, nếu bạn biết đâu tức là gì? Tại sao thầy nói bởi vì biết chết rồi mà khổ? Cái khổ này không phải khi chết rồi mới biết khổ, mà là gì? Nó khổ nó kéo từ cái sanh, cái già, cái bình, nó đã khổ trong tâm thức rồi. Cho nên khi nhắm mắt một cái là cái khổ đó nó đang nằm ở trong tâm thức của mình, nó đi theo luôn, hiểu không? Đây là một cái điều rất quan trọng mà thầy nhắc lại để mình ghi nhớ. Cho nên đừng nói là chết rồi là hết, không hết đâu. Đừng nói chết rồi là hết. Chết rồi là cái thân này chết, cái thân tự đài này là chết. Những tâm thức của quý vị nào mà có hiểu không? Nó đeo, nó bám, nó suốt cả một quá trình từ kiếp này qua kiếp sau. Nhớ chưa? Bây giờ ngày hôm nay quý vị sanh lên và quý vị thấy như vậy, khỏe như vậy, ngày nào quý vị cũng cam ràm chửi rủa thì quý vị có khổ không? Tất nhiên cái tỉnh mà cứ hay cam ràm chửi rủa hay nhăn nhỏ khổ không? Không ai giải quyết được thì người đó ai khổ? Mình khổ là cái người khổ, mình nhăn khổ là người nghe khổ. Đấy. Ai? Rồi ai lấy cái khổ ra cho mình chưa? Có ai tìm được đâu lấy. Ngày nào cứ cam ràm vậy. Đề ngang ở đây thầy kể cho quý vị nghe hôm nay có một phần tự hỏi thầy. Cô đó là cô nguyên ý, cô làm thầy già hả không ạ? Cô hỏi bạn thầy, dường đây thầy có nghe thầy già hả? Là già thân gì thầy già? Có hỏi thầy có mà hôi chút xíu là thầy giải cho con nghe luôn. Là chỉ có cái vấn đề gì? Là thưa thầy có cái bực bội quá. Là ai làm gì bực? Là mấy người trong sở làm con bực. Rồi cái sân cách cho bực bằng năm chỗ nào? Và con không thấy thầy ơi. Con thấy. Rồi con không thấy sao con bực. Rồi con thấy việc gì là người ta làm trải tại con là con bực. Trải mắt con là con bực. Như vậy con bực con khổ không? Tôi thấy con khổ chứ. Bây giờ làm sao? Làm sao để khổ? Làm sao để ra đấy hả? Cái bực bội là cái tình động này đúng không? Và cô đó con ở đây có một người đó có nghe không? Thầy sẽ chỉ cho cái cách này. Cách này đặc biệt là sẽ đi được. Hết ngay tức khắc luôn. Trong vòng được tiếng hồ là không còn được. Đó là gì? Quý vị lấy hai dùng cái thầy hai cái chai. Lấy cái chai to, cái miệng rồng đổ nước khiếp đầy. Nhớ chưa? Và lấy một cái chai chiếc nhỏ cái lỗ bằng cái kim thôi. Bắt đầu lấy cái chai to đó rót cái nước vào trong cái chai nhỏ đó, rót vào cái miệng kim đó, đừng cho đổ nước ra. Hết, sẽ tiêu liền. Bảo đảm trong một năm hết khổ, hết bệnh, à hết tức, hết giận. Chị nghe chưa? Chị còn nghe đó không? Chị ra đây chị làm thử cho thầy. Bảo đảm 100% là hết liền, hết tuông liêu, hết bực liêu. Còn hơn là một tiếng rồi. Vì sao? Bây giờ được vì sao cho quý vị trong tay lên trả lời cho thầy? Nguyên do vì sao mà thầy nói như vậy? Hả? Bạn này giỏi kinh khủng. Bạn này có kinh nghiệm lắm này. Hồi xưa là bạn hay dần hay nhìn lắm này. Đó, một tay không? Phải không? Bây giờ đi cái lồ này có chút xíu à? Mà bây giờ quý vị lấy cái chai quý vị rót nước lên. Mà nếu mà quý vị đổ mà không khéo thì cái chai nước nó sẽ ra ngoài. Đúng không? Như vậy thì bây giờ mình phải tập trung. Mà tập trung vô được thì còn có nhớ đến cái chân không? Tao đây cố gắng tập nha. Đúng không? Cho nên khi mà đổ nước vô rồi thì bắt đầu mà tập trung này. Đúng rồi. Nhìn này. Làm sao đấy? Làm sao cho đổ vô đấy? Đổ ra cũng ra ngoài. Mà ra ngoài là phải đổ lại.
Đôi khi nào không có nước ra ngoài thì lúc đó mới mà thành công. Được chưa? Gột rửa tâm sân hận. Đó, ngang cái đó này thầy đọc cho quý vị nghe bài thơ. Bớt đi, bớt nói, bớt nhìn. Thấy không? Ba cái này. Bớt đi, đi đâu đi chơi. Bớt nói, đi nhà. Bớt nhìn, nhìn chuyện cái nhà. Giờ của mình nhìn chuyện cái nhà mình biết hết. Đúng không? Tức là cái gì? Tội lỗi của mình không bao giờ để ý. Cái hư cái xấu của mình bao giờ coi. Đúng không? Cái sai mình bao giờ mình tập trung vô mình nhìn.